Nation của Nguyên. Và quay lại với series Leo Top cùng Bill Grimm nha. Ok, bây giờ Uchiha sẽ dùng cái team đỏ gồm con Ruffinus, con Chipolander, con Coupler thì mình sẽ dùng Coupler đen ha. Có thể dùng con ngựa nhưng mà mình muốn luyện cho con Coupler nó mạnh mạnh lên. Rồi, ok, bắt đầu đánh nha. Như mình vẫn hay nói đó, ở cái game này thì những cái trận đầu á, chúng ta nên ưu tiên để mà luyện tướng thì tìm những cái nhà nào mà đánh mà nó tỷ lệ thắng cao, chúng ta đánh thì vừa tăng điểm kinh nghiệm cho tướng và vừa dễ dàng tìm những cái mảnh NFT. Đấy, ok. Địch không đông lắm, chúng ta cũng không đông lắm, nhưng chúng ta được cái rất nguyên bản. Quá dũng mãnh, cướp địch quá dữ, nhưng mà không được mảnh nào. Thánh thần ơi, châu hơn, ok, nhẹ nhàng châu hơn, đàn châu hơn, lẫm đàn châu hơn luôn. Để lát xem có người quen không, thích nhất là một người quen. Đánh nhẹ người quen xong cái nó có cái channel Telegram nói chuyện với quên mảnh gì à, hai mảnh rồi. Gangster hunter chuột hunter phải không? Ok, mình sẽ lượm cái tên chuột hunter này. Yếu nhỉ.
Vì thằng cơ mày hả bối, ờ bên đó không còn tướng cũng mạnh nhiều. Lần sau mình sẽ làm clip về summon tướng cho bạn xem ha. Hiện tại thì Nguyên đã sưu tập full bộ tướng có thể summon nhưng mà chắc là hẹn bạn clip sau thì mình sẽ summon cho bạn xem. Okay. Để Nguyên chọn con Rust top 5. Ok, thăm nhìn nhà bạn top 5 nha. Top 5 thấy thì nhớ like. Thăm nhà bạn dịp Tết nha. Ok, rồi thôi. Tường khá trâu bạn ơi, 65k máu lần. Nhà này ngang ngửa nha mình. Thử xem. Tụ băng này nó sẽ tích trong 3 lượt. Nếu mà tụ băng mà không phá được nhà của thật đó thì là tụ băng nó sẽ rất là mạnh. Đầu này 15k, 15k. Đó, lượt 2 này là phải thắng. Tụ băng nó sẽ giết mình. Ok, khả năng cao. Tôm, yeah. Cướp được gì không? Thế này là bạn phải cho mình cướp lời nha, xếp nha. Ok, tiếp theo lại phá nhà tiếp. Twitch giàu. Ok, cướp nhà của người giàu chắc là được nhiều tiền lắm đây. Cướp nhà người giàu, tiền và mảnh nhiều nhiều nha. Để xem nhà người giàu. Nhà người giàu sao mà tường nghèo thế nha. Ok, nhà người giàu với mình mà tường thì nghèo. Bạn người giàu ơi, bạn nên ốp tường lên nha bạn, ốp trường thành lên nha. Rồi I win. Bực mình nhờ. Cướp nhà nãy giờ không có cái trận nào mà cướp nhà mà được mảnh tướng luôn các bạn ơi. Giận nha. Rồi. Băng shit là người Việt Nam ở nước ngoài được coi như là người Thái hết ta. Rồi thăm nhà bạn Thái luôn. Cũng được. Rồi. Giận. Nói chung là ở thời điểm hiện tại thì mình sẽ ưu tiên đánh những cái nhà nào mà mình có khả năng thắng cao đó. Khuyến khích các bạn vậy luôn, bởi vì như vậy thì tướng các bạn sẽ có nhiều điểm nhiều sẽ lên còn lẹ đó thì nó sẽ mạnh hơn. Ngoài ra thì mình có thể có cơ hội kiếm được NFT nhiều hơn đó. Mà khi mà mình có NFT thì mình có thể ghép được tướng, thì ghép được tướng thì chúng ta có thể cày riêng nhiều hơn. Cố gắng chọn nhiều để hơn mạnh thì cái mạnh đó để ghép thành tướng. Rồi ghép thành NFT xong á thì mình phải tiếp tục vậy luyện những tướng đó đi cướp tiếp, tìm mảnh tiếp. Khi nào mà các bạn được nhiều bộ tướng ha, được đó, tha hồi mà review. Rồi, làm nhà này luôn, nhà này
biết có bạn nào đây. Sự là mình không có xài cái trụ sấm sét luôn các bạn, thấy nó cái chuối sao. Mình sẽ xài trụ băng hoặc là trụ canon. Đấy, trụ canon thì đánh rất là mạnh. Rồi Crow Empire. Ok, Empire này có vẻ ghê nhờ. Thử xem. 43k cũng sẽ nói lắm. Mày hả bưởi? Lốm. Cái trụ canon mình kia cũng mạnh đó bạn ơi. Đánh một cái con sếp của mình chết luôn đó bạn ơi. Nhưng mà trường thành của bạn thì bạn này chưa có mạnh lắm. Đánh trường thành lên nha bạn ơi. Úp trường thành lên nha. Canon mạnh quá. One hit, one more hit. Yeah. Cướp được gì không? Không được một cái mảnh gì. Tôi giận khi cướp nhà mấy ông này lắm nha. Rồi, lộ lộ. Ok, hôm nay mình sẽ thăm nhà của bạn Cang lộ lộ. Bạn lộ lộ ơi. Mạng lắc, mạng lát rồi bạn ơi. Lát rồi. Thay theo cho nó hồ thật là khí thế. Mày nó bưởi, mày nó bưởi. Nó câu nhỉ. Mắm gì? Ok, được một mắm. Rồi, ở đây. Ok, để mình ra mình đổi con Rottenness. Để mình luyện Rottenness luôn. Con Rottenness mình cũng hơi mạnh rồi. Đấy, Rottenness mình mới tập 2 thôi. Emma Watson hả? Game nổi tiếng thật. Emma Watson ở bên Mỹ chơi luôn. Idol Harry Potter. Thăm nhà idol luôn xem sao. Cái con xanh xanh kia nhìn nó hung hăng thật. Hung hăng cho mày một cái xem xét. Hung hăng lắm. Thánh thần ơi, một hit luôn mà nó giết luôn con Ruffinus. Ôi mạnh quá, mạnh quá, mạnh quá, mạnh quá. Địch mạnh quá. Địch quá mạnh. Địch quá mạnh. Ta phải làm sao? Thắng nổi hay không đây? Một mũi tên. Này có bữa, này có bữa. Trời ơi, tức quá.
Ok, làm lại. Idol đánh mạnh quá. Mình sẽ đổi con tướng để mình đánh với idol. Mình sẽ dùng khớp lên này cho nó mạnh hơn. Mình sẽ dùng con rất xanh. Con rất xanh cho mình. Nó đánh được chuyện cho mình rất xanh lên đi. Ok, đó là chim xanh. Cấp lại xanh của anh đâu? Cấp lại xanh. Nó đánh cấp lại xanh luôn. Ok, đánh thử đi. Không được thì mình nói lại tiếp. Hơi cay cái đội của thần tượng. Thần tượng Emma Watson. Lắm. Mày hả bụi? Sao? Sao? Muốn gì? Muốn gì? Muốn gì? Giỡn hả bụi? Muốn gì? Ăn đạn nè. Mày hả bụi? Yes! Yes! Phải vậy chứ cướp được mảnh cấp lợ bạn ơi. Ok, mình sẽ đổi lại team màu đỏ nha. Rắp chưa nào. Rắp cho liền rồi nào. Đây, rắp đỏ của tôi. Màu gờ đỏ đâu. Màu gờ. Khắp là. Khắp là. À, con này là hết con gì rồi. Có thể chọn một con khắp là một bên khác mà này. À đây em này mạnh nè. Rồi. Lắm. Victoria Siri. Cũng khá là secret đó. Lắm. Mình sẽ đánh sấm sét vào em này. Em này rất là nguy hiểm. Mày hả bụi? Nó góp xin hết mình đây rồi các bạn. Chính nha. Mày hả bụi? Kỳ nha. Giống như bị chích độc đó các bạn. What's up? What's up? Không hiểu. What going on? Mày á. Rồi xong. Cây. Lại không? Ok lại. Mình sẽ dùng con. Con này mở đó đi. Đấy. Bây giờ mình dùng khóc là tím đi. Mạnh hơn. Uy tín nha. Trận này uy tín nha các bạn. Thăm nhà Victoria Secret sang. Đánh vào đâu đây? Uy tín nào? Lắm. 12 ca máu. Uy tín. Mày hả bụi? Mày hả bụi? Uy tín đó. Mày hả bụi? 40 ca máu. Uy tín đó. Uy tín đó. Đấy, uy tín nào. Yes. Yes. Uy tín nào. Mày hả bụi? Mày hả bụi? Dám giỡn mặt với anh.
May quá lần này mình cướp được một mảnh Zep và một mảnh Coupler. Hai con này rất là mạnh nha các bạn, hai con này rất là quan trọng. Nên là mấy bạn tích lũy hai con này, mảnh của những con này càng ngày càng tốt. Đổi ra được nhiều đúng này càng ngày càng tốt nha. Rồi, đó là con Coupler đen. Đó là Ruffinus. Không ăn nha. Địch quá không ăn. Thử xem. Winter thì quá hiền lành. Đúc lên nào, bị lên nào, khổng lồ lên nào. Và bây giờ lắm nào. Hey, có dễ địch thù yếu bạn ơi. Khắp lợi mình dũng mãnh quá. Đó, cái con bắn cung đó thì con auger theo mình nghĩ là nó là mạnh nhất luôn. Bởi vì có khi nó nổ đèn á, nó trúng có thể tới hai mấy con rồi. Ma trình lại quá thông lại, hôm bữa cũng quá thông lại. Hẹn ba em khác thử, giờ thử liêu ly xem sao. Liêu ly, liêu ly quá đông và hung hãn. Để coi, à, 11 ca máu à. Thôi bye, ra lấy con rush vô thử xem sao có đánh lại liêu ly mà không, chứ tỷ lệ thua cao quá. Thấy liêu ly có vẻ trâu quá. Lụm liêu ly. Khá là mạnh bạn ơi. Địch quá đông. Chúng ta thì quá hiền lành. Đấy các bạn thấy không? Không thấm luôn mà. Ôi trời, nó bắn tôi coi kìa. Thánh thần ơi, thánh thần ơi. À, thánh thần ơi. Nó mạnh. À, đang hiếp tôi. À, mạnh quá, mạnh quá, mạnh quá. Rồi xong. Rồi nó không hãn rồi kìa. Quỷ bay hết rồi. Ok, địch mạnh quá. Kiếm đội khác. Vivian. Vivian hả? Ok. Cho nó nguyên cái màu đỏ luôn. Như cũng tiêu hết rồi bạn ơi. Lắm. Mạnh dữ chứ. Giỡn mặt hả? Bum bum bum. Địch quá mạnh, địch quá trâu. Mày hả bưởi. Đấy, mà thấy không, nổ đàm kinh chưa? Ok, được. Hai mảnh. Really, mày không biết mình đánh thử chưa? Ok, đánh thử luôn. Really, really. Thấy liền. Thấy là hơi lì thì rồi đó. Thử xem, địch có vẻ rất đông nhưng chúng ta rất kiên cường và bất khuất. Và xem có hy sinh dũng cảm hay không.
cái trước. Đấy, à, thánh thần ơi, nó mạnh. Giết con góc thì một, chứ con một góc nhạc nội ơi. À, à, đồ sát nhân. À, ok, thua rồi bạn ơi. Rồi, à, hầu như đã đánh ra cùng các trận của mà thánh, thánh có thể thắng đã đánh. Ok, bây giờ mình sẽ thoát ra vào lại để mà nó reset những cái nhẹ này nha. Ok, mình sẽ thoát ra vào đây. Show cho bạn xem. Rồi, những mảnh này nó cười. Tới thì mình sẽ đón xem nha, như sẽ là một cái clip để mà come on những cái con NFT này các bạn xem. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đánh tiếp. Ha, bạn thân Mr. Ron của mình đây rồi. Ok, Ron nói là chắc chắn lắm, hôm nay Uchiha sẽ ghé thăm nhà bạn Ron nhé. Ron ơi, Ron có xem clip thì nhớ cho một like, share, subscribe và nhận thông báo nha. Mình thành xong rồi, giờ mình thăm nhà rồi thử xem nha. Lắm. Rồi trước là top 1 các bạn. Mà sao thì rồi mình cũng chuyện không lên top nữa. Lắm. Hey. Yeah. Những cái con mà Wizard bên Rồng cũng mạnh á, khá mạnh á, đánh không xin nghe gì hết. Mày á bởi lắm. Rồng ơi, up thêm từng thành nha Rồng. Công nhận nhà của Rồng thì mạnh đó, nhưng mà Rồng keo quá, Rồng không cho mình được một mảnh NFT nữa. Giận. Rồi, quên gieo này là ai đây? Lâm luôn, thăm nhà luôn. Tường thành cũng không mạnh lắm. Lâm nào. Kinh nha. Oh yeah. Oh yeah. Bập 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 bập. Oh yeah. Okay, be my. Be my. No, I'm not. I cannot be your. Con rốc màu xanh đó, nó hết energy rồi, màu đỏ hết energy rồi. Bây giờ thì mình coi cái màu xanh, màu xanh hết energy nó. Ok, chơi con đỏ này. Dép của mình cũng hết energy. Cái mỏ lớn. Be my, no. Không be my.
Tường thành nó cũng khá là 3k máu. Và nó cũng đã unlock một con vu nữa. Cũng mạnh nữa. Thấy con bắn súng nãy, cái skill tiếu chỉ được có một viên đạn thôi, con bắn súng này cũng vậy luôn, cả đấm cho đẹp. Ok, à, bạn nhớ nha, khi mà đánh bằng cái mảnh NFT á, thì bốn con NFT cái tỷ lệ rất mạnh sẽ cao hơn. Nhưng mà đừng thăm nhà người quen, mấy vị nhà người quen như mình nãy giờ thăm nó không thấy đất mảnh gì hết. Rồi thăm nhà bạn Ken xem sao. Ken ơi, Ken thì nghe có giữa bia đó, nhưng mà tuần của Ken thì chắc là do uống bia nhiều quá, không có không chịu úp hay sao mà tuần yếu vậy. Nhà thì úp nhiều, lấy được con tướng này luôn là cũng khá mạnh đó, nhưng mà không chịu úp tuần nha. Ok, giúp tuần nha bạn ơi, giúp trường thành nha bạn ơi. Bưởi lắm mày hả, mày hả bưởi, mày hả bưởi, mày hả bưởi. Oh yeah, nồng mình không khá mạnh. Thật là được mình không được mảnh nào. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng clear map tiếp. Đổi team nha. Ruffiness, dùng Ruffiness đỏ này để luyện Ruffiness đỏ. Con Z mà có khả năng bắn không? À đây có con Z chuyện này. Z đen nha. Cùng tiếp lắm. Tiền này thấy có gì đỏ đen quá, cái đỏ đen quá là không đấy, và tao quốc tăng cơ của mình lên nhiều rồi, cho mình một cái xem xét lắm. Nên là mình dễ hạ đó, mình nói là cứ ưu tiên những cái đội nào mà dễ đánh để thắng đó, thì mình cứ ưu tiên vậy thôi. Tướng mình lại tướng là có nhiều điểm kinh nghiệm rồi, tỷ lệ nhận được mảnh NFT cao. Mảnh nào không? Ok, được hai mảnh bạn ơi. Oh yeah, không đông lắm cũng được. One more hit. Yes. Được mảnh nào không? Mảnh gì đây? À, mảnh dép mình cần cái này. Mình cần cái này. Rồi. Hai Santa gì đây? Lụm luôn. À, bên đây có dàn support đồng. Dàn support có vẻ mạnh hơn của mình.
mảnh gì đây, cái mảnh gì đây, rồi về hàng mảnh. Sao không được, không được, không được, không được, vàng, cái vàng bắn súng yếu quá, tường cũng hơi yếu, thằng hơi yếu. Mày hả bưởi? One more time. Xong. Okay, một mảnh còn nữa. Rồi, Naruto. Naruto này là ở trong cái chuyện Naruto là đối thủ làng Uchiha là đối thủ của làng Konoha, làng lá, thì Naruto là Hokage của Konoha. Bây giờ mình sẽ đại diện cho Uchiha đánh Naruto. Yo Naruto, Naruto lợi thất này không có chung xây lực chi là nhìn yếu nhờ. Naruto, Naruto luôn. Naruto này cái vòng Naruto này là cái vàng support là trời à, nhỏ trâu á. Dán đùa với anh này nó được. One more hit. Ok, hit shot. Win nữa bạn. Yeah, được 3 mảnh luôn. 3 mảnh này rất là cần thiết nha bạn. Rồi, Skyline đây. Kiếm nó thọc tôi rồi, nó mạnh quá. Xong phim. Ok, bye bye. Quá hung hăng, quá hung hăng. Được thì thôi, cũng được hết. Ok, không biết bài này được nha các bạn. Vàng xanh cờ mà nó hơi mạnh nha. Sai lầm của tôi là kinh địch. Ok. Chết rồi, nó hung hăng quá. Hơn. Vừa đủ để thắng và được 3 mảnh. Quá khùng. Charlie Kid. Lấm Charlie luôn. Sợ Charlie sao? Ok.
May là những con Hunter mình chưa chết không thôi là cũng hơi mệt các bạn. Yeah. Win. Ok, được 2 mảnh. Rồi. Golden Army. Rồi luôn. Rồi Golden này mình có cướp được nhiều vàng không? Cướp được nhiều mảnh không? Golden này rất quá nha. Golden này có một em gái pháp sư mà cũng khá hay nhờ. Ôi wow. Dám giỡn với anh. Rồi ok tiếp. Rất là mạnh các bạn ạ. À. Chúng hết sọt mà thấy không có nghe gì hết. May hả bưởi. Trâu thật. May hả bưởi. Các bạn nhớ là những con support á thì lại sợ những con cung thủ các bạn. Rồi. Còn những cái nhà này hôm rồi tôi đánh thua những cái nhà này hoài để đánh vô lì con này đánh nổi không nha. Unreal cho bạn xem nhé. Ok, Unreal thì không cần sản chiến, tốn quá xịn đâu. Thường thường thôi. Các bạn thấy coi vậy chứ đánh Unreal thì cũng lời á. Ví dụ như một trận mình đánh thì mình sẽ được khoảng 12 cho tới 18 12 tới 18 reel. Mà một reel thì 5 kim cương đó. Các bạn đánh nhiều trận thì các bạn có thể quy đổi thành kim cương sau này để mà luyện. Hoặc là giữ cái reel này để sau này quy ra tiền cũng được. Ok, cũng đã trễ rồi. Thì hôm nay thì Nguyên cũng hơi mệt nên là chắc là Nguyên sẽ xin phép dừng cái clip ở đây. Nguyên xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Nguyên và đã xem cái clip tới thời điểm này. Và chúc cho mọi người sức khỏe và đánh đầu thắng đấy nhé. Nhớ là like, share, subscribe kênh và nhấn vào thông báo giúp Nguyên nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.